Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Rau mùi tàu, một vị thuốc tốt trị các chứng bệnh thông thường. Không chỉ giúp thơm miệng, rau mùi tàu là một gia vị hàng ngày, còn gọi là vị thuốc tốt trong nhân gian và đông y sử dụng từ lâu đời. Kết quả nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, trong lá và rễ của rau mùi tàu có hàm lượng tinh dầu rất cao. Hạt mùi tàu giàu canxi, sắt, phốt pho, caroten và riboflavin. Không chỉ thế, rau mùi tàu còn có đầy đủ chất dinh dưỡng gồm có protein, chất béo và tinh bột. Theo y học cổ truyền thì rau mùi tàu có vị cay, hơi đắng, thơm, tính ấm, có tác dụng sơ phong thanh nhiệt, tiện tỳ, hành khí tiêu thủng, giảm đau, làm tan chất nhầy, giúp lâm đờm. Bài thuốc thường dùng từ rau mùi tàu: trị viêm dạ dày, dùng rễ của rau mùi tàu, cam thảo mỗi thứ 20g để sắc uống. Chữa trướng bụng, buồn nôn, dùng rau mùi tàu 20g, củ sả 6g, tí tô 12g, gừng tươi 6g, sắc uống. Trị đau bụng, tiêu chảy, dùng mùi tàu 20g, củ sả, lá tí tô, gừng, sắc uống trong ngày. Chữa cảm cúm, nóng sốt, rau mùi tàu 40g, gừng tươi 10g, ngải cứu 8g, cúc tần 12g, sắc uống cho ra mồ hôi. Chữa viêm loét miệng, nhiệt miệng, dùng mùi tàu hốn chanh rửa sạch bằng nước muối rồi ngai kỹ và nuốt nước. Trị hôi miệng, dùng mùi tàu rửa sạch, sắc đặc, muối hạt vừa đủ, ngậm và súc miệng nhiều lần trong ngày. Giải cảm, ăn không tiêu, mùi tàu dùng 20g, cam thảo đất, cây tươi 30g sắc uống. Trị viêm kết mạc, mùi tàu tươi, rửa nước muối sạch, phơi héo, đem sắc nước xong và rửa mắt. Trị dị ứng mẩn ngứa, dùng mùi tàu sạch, giã nát, lọc lấy nước sốt, xoa vào nơi tổn thương. Trị ban sởi, mùi tàu 9g, bạc hà 3g, thuyền thoái 3g sắc uống. Hỗ trợ điều trị sỏi thận, mùi tàu cả rễ 30g rửa sạch, phơi héo, bông mã đề 16g, kim tiền thảo 16g sắc uống. Mùi tàu còn có công dụng chữa đái dầm ở trẻ nhỏ, dùng mùi tàu, ngổ, cỏ mần trầu mỗi vị 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ phơi khô, sắc uống, dùng từ 5 đến 10 ngày là một điều trình rất là hiệu quả trong việc điều trị chứng đái dầm của trẻ nhỏ. Đó là những cái công dụng của rau mùi tàu, một vị thuốc rất là tốt trị các chứng bệnh thông thường mà chúng ta hay gặp phải. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.